Đây, câu điện phân dạng bảng tiếp theo. Ở đây ta xét ở thời gian t giây. Ở thời gian t giây. Tất nhiên là ở bên k tốt của chúng ta, đồng 2 cộng sẽ điện phân nhận electron để thành đồng. Đấy. Còn bên bên cực dương, bên anode thì clo trừ sẽ phải cho đi electron thành khí clo. Rồi. Ở thời gian 2t giây. Ở thời gian 2t giây thì tất nhiên là chúng ta đồng 2 cộng cũng sẽ nhận electron để thành kim loại là đồng. À, đương nhiên là vậy. Và chúng ta sẽ quan sát thêm là ở thời gian 2t giây này thì cái lượng Al2O3 hòa tan là bằng 0 gam. Có nghĩa là môi trường ở đây là môi trường trung tính, gọi là pH bằng 7. Điều đó nói là có nghĩa là H cộng ban đầu của chúng ta là nó phải hết. Đấy. Ở cực âm của chúng ta là H cộng sẽ phải nhận electron và tạo thành khí hydro hết đi. Đó. Và môi trường là môi trường trung tính, như vậy thì bên cực dương của chúng ta thì cũng chỉ có quá trình là clo trừ cho hai electron thành khí clo mà thôi. Đấy. Chắc chắn là thời gian 2 t giây này chúng ta chỉ có những cái phương trình như thế này. Và bắt buộc là H cộng cũng sẽ phải hết, nghĩa là môi trường trung tính, không có OH trừ và cũng không có H cộng ở thời gian 2 t giây. Một điều phân vân của chúng ta là ở khoảng thời gian t giây này, lượng Al2O3 hòa tan trở này là 6,12 gam, nghĩa là ứng với 0,06 mol ở đây. Thì cái lượng Al2O3 hòa tan này là hòa tan trong H cộng. Điều chúng ta phân vân là trong khoảng thời gian t giây đó, trong khoảng thời gian t giây đó thì cái H cộng là cái H cộng ban đầu hay là H cộng còn lại sau khi đã điện phân một ít ở đây rồi. Đó, chúng ta chỉ có phân vân như vậy thôi. Vậy thì chúng ta đưa ra một cái giả sử như sau. Giả sử H cộng chưa chưa điện phân ở khoảng thời gian t giây thì H cộng chưa điện phân. Và có nghĩa là toàn bộ cái lượng H cộng ban đầu là dùng để hòa tan Al2O3. Ta có Al2O3 hòa tan trong 6H cộng. Vậy thì số mol Al2O3 này là 0,06. Vậy thì số mol H cộng sẽ là 0,36 và sẽ bằng luôn lượng H cộng ban đầu là 2Y. Vậy đây ta giải được Y bằng 0,18. Thì liệu là cái lượng 0,18 mol này nó có hợp lý không? Ở cái bài này thì cái lượng, cái giả sử này là hợp lý. Còn chúng ta sẽ giải bài tiếp theo thì cái lượng H cộng này nó không có hợp lý nhé các bạn. Nên sẽ có hai bài như vậy. Với Y là 0,18 thì ta sẽ xét thử ở đây. Ta phải thế vào cái chỗ 2 t giây này. Vậy là lượng H cộng là 0,36. Vậy thì số mol electron của chúng ta trao đổi là 0,36. Lượng hydro được tạo ra chỗ này sẽ là 0,18. Hydro chỗ này 0,18. Vậy thì lượng clo chỗ này sẽ là bao nhiêu? Chúng ta quan sát là cái lượng khí sinh ra ở 2 t giây tổng là 0,66. Bạn trừ cho 0,18 ở chỗ này. Thì chúng ta sẽ còn lại cái lượng clo chỗ này là 0,48. 0,48. Ở đây, mấu chốt quan trọng là nó hợp lý hay không là ở chỗ này. Với 0,48 clo ở thời gian 2 t giây. Vậy thì ở khoảng gian t giây, có nghĩa là thời gian còn một nửa, thì cái lượng clo của chúng ta nó chỉ là 0,24 thôi. Vậy điểm hợp lý có hợp lý hay không? Thì chúng ta xét ngay chỗ này hợp lý hay không này. 0,24 mol. À đúng rồi, và đề bài cho t giây thì cái lượng khí thoát ra là 0,24 mol. 0,24 mol là hợp lý. Có nghĩa là khí ở đây sinh ra chỉ có khí clo này, H cộng chưa bị điện phân để sinh ra khí hydro. Và giả thiết này chúng ta sẽ là hợp lý đúng không? Vậy là rất nhanh chóng. Với chúng đó ta đã tính được Y là 0,48 rồi. Và rất nhanh nữa thì chúng ta sẽ tính được cái lượng electron chỗ này 0,48 là số mol E ở đây. Vậy với thời gian t giây thì số mol electron của chúng ta sẽ là 0,48. 0,48 mol. Vậy thì với thời gian là 2 t giây thì số mol electron của chúng ta sẽ gấp 2 lần, có nghĩa là 0,96. 0,96 mol. Số mol đồng 2 cộng bắt đầu chúng ta là x mol, và chỗ này chắc chắn đồng 2 cộng phải hết này. Vậy cái này sẽ là 2x. Vậy chúng ta giải tiếp cái phương trình 2x cộng 0,36. Đó. 2x cộng 0,36 bằng 0,96, và x của chúng ta sẽ bằng bằng 0,3. Thì chúng ta đã có x bằng 0,3 mol.
Rồi, vậy rất nhanh chóng chúng ta đã giải được x 0,3 và y là 0,18. Được chưa? Rồi tại thời gian 3 t giây á. Tại 3 t giây thì chúng ta không cần vẽ sơ đồ điện phân đâu. Ở thời gian 3 t giây chúng ta hiểu là cái dung dịch sau sau khi hòa tan Al2O3 đó, sau khi hòa tan Al2O3 này thì cái dung dịch này nó sẽ gồm những cái nào? Tất nhiên nó sẽ có Na cộng được giữ nguyên như ban đầu là Z mol. Ở gốc sulfat, gốc SO42 trừ không bị điện phân. Tổng số mol S42 trừ theo phương trình là X cộng Y. Mà X là 0,3 Y 0,18 và tổng là 0,48. Và Al2O3 sau khi mà hòa tan thì thành gốc aluminat đúng không? Đấy. Ô, Al2 trừ. Số mol Al2O3 là 0,06, vậy thì số mol gốc aluminat sẽ là 0,12. Vậy chúng ta chỉ cần bảo toàn điện tích ở đây, bảo toàn điện tích trong cái dung dịch đó thì chúng ta sẽ suy được Z bằng, các bạn bấm Z bằng 1,08 ha. 1,08 mol. Đây bảo toàn điện tích. Số mol điện tích âm ở đây phải bằng số mol điện tích dương như này, và Z chúng ta sẽ bằng 1,08 nữa các bạn. Bảo toàn điện tích nha, bảo toàn điện tích. Vậy thì chúng ta đã có Z rồi, có X, có Y, có Z rồi, chúng ta cộng như đề bài yêu cầu X cộng Y cộng Z 0,3 cộng 0,18 cộng 1,08. Rồi chúng ta sẽ có đáp số là 1,56, đáp án B. Thì chúng ta sẽ xong câu điện phân dạng bảng thứ hai bạn nhé.